Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Thưa các bạn, thì đối với các vấn đề về an toàn thực phẩm bây giờ thì mỗi người dân chúng ta, bản thân bất cứ một ai trong cộng đồng chúng ta cũng đều quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, các cái vấn đề liên quan an toàn thực phẩm thì nó có những vấn đề, ví dụ chính ra cái việc mà khi chúng ta bị ngộ độc thực phẩm chỉ là những cái cơn ngộ độc nó thoáng qua và hoàn toàn chúng ta có thể bình thường. Nhưng nếu những ngộ độc mà mang chất mãn tính lâu dài, khi chúng ta bị ngấm các cái hóa chất, các cái chất độc hại thì đấy là một điều đáng sợ, khi nó ảnh hưởng đến nội tạng, ảnh hưởng đến cơ thể và gây ra tình trạng bệnh lý mãn tính và đặc biệt là bệnh ung thư sau này. Thì trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới những dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết ngay là sau khi mà chúng ta ăn uống mà chúng ta bị ngộ độc thực phẩm thì nó như thế nào. Thì xin mời quý vị khán giả quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Thưa bạn, sau khi ăn hoặc uống thì cái việc nhiễm độc thực phẩm hay ngộ độc thực phẩm là có thể xảy ra. Vậy thì trong cái thực phẩm đó nó không an toàn thì cơ thể chúng ta sẽ có những phản ứng như sau. Nếu như nhanh thì có những người ngay lập tức vài phút sau đã xuất hiện những dấu hiệu khó chịu ở trong cơ thể. Nhưng có những người thì chậm hơn là do cái đặc tính của ngộ độc mà nó gây nên, thì có người là vài giờ sau, vài tiếng sau, và cá biệt là có những người thì thậm chí là một ngày sau mới xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc. Thế thì dấu hiệu ngộ độc thường hay gặp nhất, phổ biến nhất đó là dấu hiệu buồn nôn và nôn. Và dấu hiệu tiếp theo đó là dấu hiệu của đau bụng và tiêu chảy nhiều lần. Và tiếp theo nữa là dấu hiệu có thể xuất hiện sốt và sốt cao. Như vậy, buồn nôn hoặc nôn, đau bụng và tiêu chảy và sốt đó là những dấu hiệu cơ bản nhất của một ca bệnh ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, nó cũng có thể những cái dấu hiệu khác. Thưa các bạn, thường thường ngộ độc thực phẩm nếu chúng ta chỉ uống vào sau đó chúng ta nôn ra, chúng ta lại thấy chúng ta bình thường, khỏe mạnh bình thường. Như vậy là chúng ta có thể chấm dứt cái việc ngộ độc thực phẩm. Nhưng cá biệt có những người là thức ăn nó đi sâu vào trong đường tiêu hóa khiến cho cơ thể khó chịu tống ra ngoài, và vì vậy chúng ta sẽ bị đau bụng và bị tiêu chảy. Thế thì đấy là những cái dấu hiệu của cái nguy hiểm. Nếu như chúng ta nôn nhiều, đi ngoài nhiều, đau bụng nhiều, kèm theo những dấu hiệu khác như sốt cao, khó chịu, rối loạn huyết áp, rối loạn tim, rối loạn nhịp mạch và thậm chí là thay đổi cái việc là thần kinh, đó là chúng ta rơi vào tình trạng mệt, lả đi, rồi co giật và các cái biểu hiện nặng nề khác nữa. Như vậy, về cơ bản các cái dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm có thể chúng ta là bị từ nhẹ cho đến mức độ nặng, và đương nhiên là mức độ nặng thì có khả năng là nguy hiểm đến tính mạng nếu như không được khám, không được điều trị một cách phù hợp và kịp thời. Vậy xử lý thế nào khi mà chúng ta bị ngộ độc thực phẩm? Chúng tôi cũng đưa ra những lời khuyên như sau. Khi mà ngộ độc thực phẩm, khi cơ thể chúng ta khó chịu thì cách tốt nhất là chúng ta cho nôn cái thức ăn mà chúng ta vừa ăn vào, cái đào thải ra ngoài càng nhanh càng tốt. Trong trường hợp thứ hai là nếu như một số những ngộ độc thực phẩm mà là những cái hóa chất như dầu, xăng, hóa chất trừ sâu thì chúng ta lại càng phải cho nôn ra thật là nhanh, và đương nhiên là sử dụng nhanh chóng những cái chất có khả năng trung hòa và làm giảm đi cái tính độc. Và đương nhiên là những bệnh nhân mà có những dấu hiệu của nặng nề như là các cái dấu hiệu của nhiễm độc thần kinh, rối loạn hôn mê thì đương nhiên là những bệnh nhân này thậm chí là phải đến cơ sở y tế để rửa dạ dày, để giảm bớt các cái chất độc trong cơ thể ra càng tốt. Và đương nhiên lúc này thì bị tiêu chảy là càng tốt, bởi vì tiêu chảy là cơ thể đang tống cái chất độc đấy ra qua đường tiêu hóa dưới. Vậy thưa các bạn, ngộ độc thực phẩm là một trong những cái dấu hiệu, một trong những bệnh lý thường gặp, nó có thể thoáng qua và nó có thể xảy ra trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu được xử lý, được cấp cứu một cách kịp thời và chính chúng ta là những người có biện pháp gây nôn ra, là chúng ta đã phần nào chiến thắng trong cái việc là chúng ta loại bỏ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm cũng như giảm đi mức độ nặng nề của bệnh lý. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.